Bây giờ là 21 giờ ngày 19 tháng 1, tức ngày 28 Tết. Và đây cũng là thời điểm để bắt đầu các cuộc tất niên hội họp. Thứ không thể thiếu trên bàn rượu lúc này đó là rượu và bia. Và đây cũng là một trong những thách thức đối với các lực lượng chức năng. Bởi thực tế qua tuần tra kiểm soát thì chỉ trong khoảng gần một tiếng đồng hồ thôi, lực lượng chức năng đã phát hiện gần 10 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn. Anh Dũng nhé, tôi thông báo lỗi vi phạm của anh nhé. Anh có hai lỗi là một là điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4mg trên 1 lít khí thở. Nồng độ của anh là 0,490mg. Lỗi thứ hai của anh là không có gương chiếu hậu bên trái người điều khiển. Anh có ý thức được hành vi vi phạm của mình không? Bây giờ em uống từ buổi trưa ấy, từ buổi trưa nó hết rồi. Bởi vì có người em cũng có thể làm chủ được bản thân mà anh. Sao chú ý hơn không? Thậm chí, nhiều trường hợp vi phạm có mức đo nồng độ cồn cao gấp nhiều lần mức kịch khung của chế tài xử phạt là 0,4mg trên 1 lít khí thở. Tuy nhiên, nhiều lý lẽ vẫn được biện minh. Nồng độ của anh là 0,858mg. Hôm nay anh đi đâu mà anh... Đâu, gọi là tất niên đi. Tất niên thì hai chén thì bao nhiêu, có uống nhiều đâu. Theo thống kê của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, trong 2 tháng thực hiện cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh đã xử lý gần 2.700 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, tước giấy phép lái xe trên 400 trường hợp, tạm giữ trên 600 phương tiện. Trong đó, số vi phạm về nồng độ cồn là gần 460 trường hợp, tăng gần 250 trường hợp so với đợt cao điểm trước. Dù vậy, theo ghi nhận, đại bộ phận người dân đều đã nâng cao ý thức chấp hành các quy định về sử dụng rượu bia, chất kích thích khi điều khiển phương tiện giao thông. Tết nhất thì tôi cũng hay được người rượu bia. Tôi thì cũng khuyên tham gia giao thông, tôi cũng cương quyết không uống rượu bia để chấp hành tốt luật giao thông. Gần Tết rồi thì các anh kiểm tra để tránh tình trạng gây tai nạn ảnh hưởng đến một người xung quanh. Qua cái công tác điều tra cơ bản nắm tình hình trên các tuyến địa bàn do đơn vị quản lý thì chúng tôi cũng xác định vào một số những cái địa điểm, địa bàn trọng tâm thường có nhiều cái người tham gia giao thông mà vi phạm về nồng độ cồn. Trong đó thì chúng tôi huy động tối đa lực lượng tập trung vào những cái tuyến địa bàn trọng điểm đó để tăng cường công tác xử lý. Bên cạnh đó chủ động phối hợp với công an các đơn vị huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh tuần tra kiểm soát và xử lý triệt để những cái hành vi mà liên quan đến việc sử dụng rượu bia cũng như là điều khiển mà chạy quá tốc độ quy định. Hầu hết các trường hợp vi phạm đều có thái độ hợp tác và chấp hành nghiêm sự hướng dẫn của lực lượng cảnh sát giao thông. Một số trường hợp không chấp hành, né tránh việc kiểm tra nồng độ cồn hoặc kéo dài thời gian để gọi điện nhờ can thiệp. Thậm chí có những trường hợp chống đối đều bị lực lượng cảnh sát giao thông lập biên bản và tạm giữ phương tiện. Pháp luật nghiêm minh là điều kiện cần, nhưng ý thức chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông của người tham gia giao thông mới là điều kiện đủ. Để đã uống rượu bia thì không lái xe, không chỉ là khẩu hiệu mà thể hiện bằng hành động của mỗi người khi tham gia giao thông để có một cái Tết trọn vẹn.